Bộ máy rửa xe Honda Inverter đời mới, model mới nhất của năm 2023 đây các bác ạ. Em xin phép được giới thiệu chi tiết cho các bác nhé. Máy thì được có màu vàng đen. Đấy, rất là đẹp, chắc chắn. Nó nhìn rất là khỏe khoắn nhá các bác nhé. Với công tắc thì được bọc cao su này, hoàn toàn chống nước. Và tất cả máy thì ôm form máy thì nó đều là model chống nước các bác nhé. Đây, hàng công ty chính hãng thì nó sẽ có tem kiểm định này. Công suất là 3.500W. Đây, ở đầu của nó thì có đồng hồ để hiển thị áp bơm này. Thứ hai là có nút chỉnh áp cho các bác này, có thể điều chỉnh to nhỏ tùy ý. Các bác sử dụng gia đình tưới cây, tưới hoa, dọn rửa chuồng trại hoặc là rửa xe gia đình, sân vườn đều được nhé. Ở đầu máy thì nó là đầu chỉnh áp các bác nhé. Đầu bơm thì nó có 3 cột áp bơm là 1, 2, 3 cột áp bơm này và một cột áp tăng áp. Nên máy của nó rất là bền và tốt và khỏe máy các bác nhé. Đường nước ra thì nó được trang bị cho các bác là cút nối đồng. Và cút này thì dùng rất là bền luôn. Cút nối đồng thau các bác nhé. Khi các bác mà sử dụng, không sử dụng thì các bác có thể rút ra. Rất là thuận tiện. Đấy, còn cái model đời cũ thì nó là gen vặn. Gen vặn trực tiếp thì dùng nó sẽ hơi bị bất tiện, là khi các bác muốn tháo ra thì các bác phải phải vặn nó rất là khó. Còn cái cút nối đồng này kết nối nhanh nhá và cực kỳ bền luôn. Đấy, đây chi tiết về thông số kỹ thuật đây các bác nhé. Đây, model Honda A350 Inverter. Đấy, đây ạ, model A350 này. Công suất là 3.500W này. Lưu lượng nước là 12 lít trên 1 phút này, áp lực là 223 này. Sử dụng điện gia đình mình nhá, 220V, tức là điện lưới nhà mình đấy, sử dụng như máy bơm nước ấy. Đây, cực kỳ đẹp, cực kỳ tốt và bền cho các bác nhé. Chọn bộ đi kèm thì nó có một cây súng dài này các bác này. Một cây súng rửa dài nhá. Một cuộn dây rửa dài 15 mét này. Dây loại tốt các bác nhá. Rồi, bình tạo bọt tặng kèm để các bác có thể rửa xe máy ô tô này. Lọc rác đi kèm này, đường nước hút vào là khoảng gần 2 mét này các bác nhé. Sách hướng dẫn sử dụng cho các bác này, thẻ bảo hành này. Đấy, máy này thì được bảo hành 24 tháng các bác nhé. Bảo hành chính hãng 24 tháng luôn. Dòng máy này thì ngoài thị trường thì đang có giá dao động khoảng 1 triệu tư đến 1 triệu rưỡi. Tuy nhiên thì trong video này thì em đang bán ưu đãi cho 20 bác khách đầu tiên. Đặt máy đầu tiên nhá, model này là model đời mới. Mới và 20 bác khách đầu tiên thì bên em đang bán với giá ưu đãi nhất là 1 triệu 150 nghìn và em miễn phí ship cho các bác nhé. Em xin nhắc lại giá là 1 triệu 150 nghìn và bao ship cho các bác. Đấy, có cái máy này thì các bác sử dụng gia đình tưới cây, tưới hoa, sân vườn, chuồng trại thì nó rất là tốt và bền, tiện dụng. Đặc biệt là cái dịp cuối năm này các bác dọn rửa nhà cửa nhá, rửa xe thì hết ý luôn. Đấy, model đời mới các bác nhìn này, cực kỳ đẹp, bền chắc chắn luôn, tất cả đều chống nước các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp bên em. Đấy, bên em sẽ gửi hàng đến tận tay các bác. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra đầy đủ máy, dây, súng, phụ kiện, phụ tùng, thẻ bảo hành đầy đủ cho các bác. Các bác lắp vào các bác xịt xe hộ em luôn nhé. Đây, các bác cứ xịt xe thoải mái giúp em. Đấy, ưng ý, đúng máy, chuẩn chỉ thì các bác nhận hàng thanh toán giúp em nhé. Một bộ máy rửa xe quá đẹp cho cái dịp cuối năm này các bác ạ. Rồi, các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp đại lý bên em nhé. Miễn phí ship toàn quốc cho các bác ạ. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Okay.